Ngày 17 tháng 7, hệ thống Anh ngữ quốc tế Hope School phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Học viện Giáo dục và Đào tạo Resolis tổ chức hội thảo tiếng Anh IELTS chìa khóa thành công. Tham gia hội thảo có gần 80 học sinh, phụ huynh trên địa bàn tỉnh. Tham gia hội thảo có sự góp mặt của chuyên gia định hướng và phát triển nghề nghiệp quốc tế Jesse Huỳnh. Chuyên gia giảng dạy IELTS 8.5 Kevin Phan đã chia sẻ giao lưu về tầm quan trọng cũng như kinh nghiệm trong việc học và thi IELTS, đồng thời trực tiếp test trình độ tiếng Anh IELTS cho một số học sinh. Cũng tại hội thảo, đã có 10 suất học bổng, trong đó cao nhất là học bổng 10 triệu đồng đã được gửi tặng cho học sinh tới tham gia. Cuối buổi hội thảo là lễ ký kết hợp tác giữa hệ thống Anh ngữ quốc tế Hope School với công ty trách nhiệm hữu hạn Học viện Giáo dục và Đào tạo Resolis, giúp cho nhiều học sinh Hương Yên có cơ hội học tập tốt hơn môn tiếng Anh.